Vimec thì có khuếch tán nước hoa Airbalance, cả xe lúc nào cũng thơm. Thế đi các dòng xe sang hay các dòng xe tiền tỷ khác, không lẽ lại dùng nước hoa mấy trăm ngàn à? Thế thì hơi phèn nhỉ. Hôm nay tôi lên cho anh em một con nước hoa tiền triệu Ethoner, thương hiệu Pháp. Này, đóng gói hộp này, tự tin và biếu tặng nhá. Đây là phần đế để chống trượt, hướng dẫn sử dụng, và đây là nhân vật chính. Thiết kế thì phải nói là hàng tuyệt đỉnh anh em ạ. Đẹp chưa? Vàng sang trọng, vừa làm vật trang trí và sẽ có một phần nước hoa rất thơm với 3 tầng hương và mùi hương thì rất sang trọng, không có chuyện say xe đâu. Anh em chỉ việc thay cái nắp khuếch tán, đặt cái miếng chống lót vào đây, sau đó thì sẽ để tại vị trí này. Đấy, nó sẽ dính chặt ở đây. Ok, là mình hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng. Anh em thấy đẹp không? Thiết kế đẹp và sang chảnh như thế này nên giá nó không rẻ đâu anh em ạ. Hơn 1 triệu, nhưng bù lại anh em sẽ có một mùi nước hoa mà tôi tin chắc bất kỳ ai lên xe cũng sẽ cực kỳ thích thú. Ngoài ra anh em sẽ còn được tặng ngay một chai xịt vệ sinh nội thất nhé.